Hãng thông tấn Kyodo dẫn thông tin từ cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA cho biết tên lửa H-3 số 2 được phóng vào lúc 9:22 từ trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima. Tên lửa đã đi vào quỹ đạo theo kế hoạch và triển khai một vệ tinh giả và hai vệ tinh siêu nhỏ đang hoạt động. Trước đó, tên lửa H-3 số 1 trong lần phóng hồi tháng 3 năm 2023 đã được lệnh tự hủy vài phút sau khi phóng do động cơ giai đoạn 2 của nó không bắt lửa. Từ thất bại của lần phóng trước, JAXA đã điều tra nguyên nhân và thực hiện mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn khả năng tái diễn, đồng thời cải thiện độ tin cậy của tên lửa. Do Mitsubishi Heavy Industry phát triển, tên lửa H-3 đóng vai trò phương tiện phóng hạng nặng thế hệ tiếp theo của Nhật Bản trong khoảng 20 năm, cho phép nước này tiếp cận không gian vũ trụ một cách thường xuyên, qua đó xây dựng chỗ đứng trong ngành kinh doanh phóng vệ tinh ngày càng cạnh tranh trên toàn cầu.